chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một món ăn mang đậm cách miền Tây. Ở Sài Gòn này kiếm món này hơi bị khó nha các bạn. Nhưng mà không phải là quán ăn, nhưng mà tại vì ở đây không thấy bán nên mình mới nhờ mẹ mình với quê làm gửi lên đây. Đây là cái con đường Gói Ăn Kiệt này. Cái con đường này khúc quận 5 là khúc của những chành xe đi các tỉnh miền Tây, thậm chí qua tới Campuchia luôn. Bây giờ mình đi nhận hàng đây. Bây giờ đi về miền Tây hoặc là gửi hàng nhận hàng gì á không còn là vấn đề nữa các bạn, nhờ mấy cái dịch vụ vận chuyển này nè. Khoảng cách địa lý không là vấn đề gì nữa, nếu mà ở tỉnh xa 4-5 tiếng sẽ có được hàng, tỉnh gần như là Long An, Tiền Giang 2 tiếng 1 tiếng nên rất là thuận tiện. Hôm nay mình đi lấy cái món ruột kìa, đồng heo kìa, kìa nước dừa. Nghe là món này lạ quá cơ phải không? Bây giờ mình sẽ lấy về mình xem như thế nào nha. Cần cái thôi trên đường ra kiếm. Con đường này lúc trước là bến Chiến Dương, là bến Hàm Tử. Sau dự án xây dựng thì nó ra là cái đại lộ Đông Tây. Bởi vì nó đi từ hướng đông đến hướng tây của thành phố. Cầu này nè, cái cầu bị xây dựng thêm mấy cái ngã rẽ hướng lên cầu rất là thuận tiện. Trên đường này đi qua rất là những cây cầu, cầu Già Già, cầu Nhân Cường, cầu Vũ Y, rồi cầu Chi Phương. Gần đây người ta đang xây dựng mà. Dòng qua một đường mới lên được cầu. Bây giờ nó có cái đường trực tiếp từ dưới đại lộ này lên cầu luôn nè. Buổi trưa nắng mà nhờ những cái gốc cây này và dễ chịu. Đây là cầu đồng lại khui đồng lại khui lại khui lại khui cái mát khui gì nè. Nè lại khui nè. Ồ khui măng ở
này bưởi cam măng trái cây măng trái cây tươi trái cây sạch bưởi chanh lộn cam rửa nhiều muối lắm đó. Xong mình để vô cái chảo xong mình nấu với nước dừa nấu thì cạn nước này xong thì mình bỏ một cục nước đá vô cho nó vừa tan nước đá mà vừa có nước nó thơm nó thấm vô phút cuối thì mình bỏ thơm vô
thơm vô bỏ cho nó thơm để cho nó có vị ngọt hơn. Chấm với bánh mì. Không thích chấm bánh mì thì chấm với tương. Món này lần đó là đi ăn ở ngoài không à. Ngay có món dưới quê gửi lên nên thôi ăn ở nhà. Tại vì món này ở ngoài không có bán. Nên mặc đồ cũng không có đẹp đâu. Cũng chả luôn, không có chăm chút gì bưu mặt hết trơn á. Thôi mà đi ra ngoài không có chăm chút gì mặt đâu. Món này ngoài đâu có bán nè. Món này chỉ có dưới miền Tây người ta mới làm thôi. Trưa hè nắng gắt này này đổ lửa, Sài Gòn đổ lửa. Ăn cái món này kẹp với bánh mì uống ly nước ngọt, trời ơi đã mà cha nó mát mẻ. Ăn cái này xong vô ngủ trời nó đã gì đâu. Ăn gì ngủ. Ngon mà lần đầu ăn món này á cảm giác nó lạ lắm. Tại vì cái ruột này nó có cái mùi đặc trưng của con heo. Nó không quen, khó ăn. Mà quen rồi sẽ ghiền. Nói là ít rồi. Không lấy nữa. À, xin lỗi rồi, nói là nhận xuống, nằm biến xuống. Này, ăn với cơm, mình ăn với cơm này. Cái món này rất là hao cơm. Bữa nào các bạn thử ha. Ở nước ngoài á, chắc làm món này chắc dễ mình hơn khó đó. Đó lòng đâu ra, ruột đâu ra. Đúng không? Không biết thì sao chứ đây thì món này dễ. Là tôi mua về rửa sạch ha. Rồi cho mình để vô cái nồi chảo, giống như là chảo. Tại vì cái chảo nó để nước dừa vô cho nó cái độ nước dừa nó sẽ mau cạn hơn là cái nồi. Khi nó cạn rồi nó sạch sạch là bạn bỏ cục nước đá vô. Bỏ cục nước đá vô cho nó tan chảy tí xíu nước thôi. Nếu mà để nước vô thì nó sẽ nhiều hoặc ít. Mình để cục đá vô nó tan vừa đủ thì mình lấy cục đá ra. Chưa đủ thì mình để nó tan nữa. Sau phút cuối mình thấy nó vàng vàng thơm thơm rồi. Mình sắc thơm bỏ vô. Rồi là gì? Này là trái thơm nè. Miếng thơm. Miếng thơm nè, mình sắc ra. Mình gọt vỏ rồi mình sắc ra bỏ vô. Mình đảo trộn trộn lên thì nào miếng thơm nó có mùi thơm. Thì mình nhét xuống dạ dùng quá. Nói chung là hôm nay quay không có quá trình làm, không có quá trình ăn thôi. Món này mình nhận về ăn chứ không làm ăn, mình chỉ hâm lại ăn thôi. Mình chỉ biết cách làm sơ sơ thôi. Bữa nào các bạn thử như vậy đi. Còn không thì đợi đó làm lại cho ha. Kết thúc clip đây ha. Tạm biệt, hẹn gặp lại các món ăn tiếp theo.